Quế Trân là một nữ nghệ sĩ cải lương nổi tiếng của làng mạc giải trí Việt Nam. Cô sinh năm 1981, là con gái của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng, đồng thời là hậu duệ đời thứ 5 của đại gia đình tuồng cổ Bầu Thắng Minh Tơ. Lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, ngay từ khi lên 8 tuổi, Quế Trân đã được theo nghiệp cải lương để đi diễn theo đoàn đồng ấn Bạc Long. Nhờ niềm đam mê với nghề và sự tài năng, sau này cô liên tục sinh ra trên các sân khấu lớn. Nghệ sĩ ưu tú Quế Trân là con gái của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng. Tên tuổi của Quế Trân gắn liền với nhiều vai diễn được đông đảo khán giả đón nhận như Phương Thảo của Dở Nhảy Máu với Quỷ Dữ, Nga Trong Khúc Ly Hương, Công Chúa Tiên Kiểu của Trắng Hoa Mai. Nắm giữ rất nhiều giải thưởng lớn trong sự nghiệp, năm 2011, cô được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Nhắc tới Quế Trân, đông đảo khán giả sẽ nhớ ngay đến cô đào xinh đẹp, có lúng đồng tiền duyên dáng cùng giọng hát đầy mượt mà. Tuy nhiên sau ánh hào quang, Quế Trân là người rất bí mật tiếng chuyện đời tư. Chưa từng công khai người chơi trai, năm 2010, khi được hỏi về tiêu chuẩn chọn người yêu, Quế Trân chỉ trả lời rằng cô muốn mọi thứ đến tự nhiên nhất và thích một người tôn trọng, chia sẻ được công việc với cô. Đến thời điểm hiện tại, Quế Trân đã tròn 38 tuổi và cô vẫn chưa có tổ ấm riêng. Quế Trân từng tiết lộ rằng từ trước đến nay cô chưa từng bị người thân dục chuyện chồng con, đặc biệt việc được đồng nghiệp, khán giả khen trẻ như gái đôi mươi làm cho cô chủ quan việc cá nhân. Không có động lực, áp lực chuyện lấy chồng, Quế Trân cũng không có suy nghĩ đến việc làm mẹ đơn thân gì, vẫn muốn dành nhiều thời gian để duy trì, phát triển đam mê cải lương và một số công việc yêu thích như hát tân nhạc. Từ khi bố ruột qua đời vào năm 2016, Quế Trân cũng mong muốn ở bên cạnh để chăm sóc mẹ nhiều hơn. Hơn 25 năm hoạt động nghệ thuật, Quế Trân khá bí mật tiếng chuyện đời tư. Ở độ tuổi 38, cô vẫn chưa lập gia đình, không có ý định làm mẹ đơn thân và vẫn siêng năng đi diễn. Ngoài cải lương, vài năm trở lại đây Quế Trân theo đuổi thêm đam mê làm ca hát. Cô cũng siêng năng lột xác hình ảnh để luôn mang tới sự thế hệ mẻ cho khán giả.